Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi 60 giây Enter News của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý. Kết quả kinh doanh tháng 8 năm 2020, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu đạt 617 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2% so với tháng 7 trước đó. Cụ thể, công ty sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Mới đây, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng nghề. Hội đồng Quản trị Cotecons đã đồng ý đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Dương và thống nhất bầu ông Bolat Dusenot giữ trọng trách này từ ngày 5 tháng 10. Công ty cung ứng dịch vụ và điện lực WHA Utilities and Power thuộc tập đoàn phát triển và vận hành khu công nghiệp lớn nhất Thái Lan WHA Corp đang có kế hoạch mua lại 3 nhà máy điện mặt trời theo kế hoạch mua sắm tài sản mới. Thuận Đức dự kiến niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ngày chính thức giao dịch là ngày 12 tháng 10 với giá tham chiếu là 21.200 đồng một cổ phiếu, vốn hóa ước tính là 1.017,6 tỷ đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.